Nguyễn Thị Oanh đã tạo bất ngờ lớn tại ASEAN 2018 ở Indonesia khi giành huy chương đồng ở cự ly 3.000m chướng ngại vật với thời gian 9 phút 43 giây 83, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia. Từ đó, Oanh luôn cố gắng vượt qua mục tiêu chạy dưới 10 phút ở nội dung này. Gần đây nhất, cô giành huy chương vàng tại SEA Games 32 với thành tích 10 phút 34 giây 37. Oanh sẽ tham gia hai nội dung tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023, một sự chuẩn bị quan trọng trước ASEAN 19 sẽ diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9. Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải vào ngày 12 tháng 7, Oanh đã nỗ lực nhưng chỉ xếp thứ 5 trong nội dung 1.500m nữ với thành tích 4 phút 18 giây 84, gặp phải những đối thủ mạnh hàng đầu châu lục. Trong ngày thi đấu hôm qua, đội điền kinh Việt Nam đã có nhiều thành tích ấn tượng. Trong nội dung 100m rào nữ, vận động viên Huỳnh Thị Mỹ Tiên đạt thứ 6 với thời gian 13 giây 46. Đây là thành tích cá nhân tốt nhất của cô cho đến thời điểm hiện tại. Trên đường đến chung kết, cô cải thiện thành tích lên 13 giây 65 và xếp thứ 5 chung cuộc. Ở SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 ở Campuchia, Mỹ Tiên giành huy chương vàng 100m rào nữ với thành tích 13 giây 50. Trong nội dung 100m nam, Ngân Ngọc Nghĩa đã tạo nên lịch sử khi trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên vượt qua vòng loại tại giải vô địch điền kinh châu Á. Anh đạt thời gian 10 giây 41 và giành quyền vào bán kết, nơi anh sẽ thi đấu vào lúc 16 giờ 45 hôm nay, 14/7. Nếu anh giành quyền vào chung kết, anh sẽ tiếp tục tranh tài vào lúc 18 giờ 50 cùng ngày.